Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Nay buổi chiều Đạt với lại cậu ba không có gì ăn nên hai cậu cháu ra cái miệng chài, đi chài cá đối, mấy cái bún rồi mọi người. Kiếm cá gì nấu cơm ăn nha. Rồi, xin chào cả nhà. Đó, đẹp trai ta. Ok. Bữa nay bắt cho đại thùng luôn nè. Giờ rồi, Đạt với cậu ba sẽ đi qua bên bên cái rạch đó đó. Vô cái rạch đó đó cậu ba. Nhà nó có cái bún ngon lắm. Chài thử có cái đói không? Đây mà cả nhà, đến một cái lỗ này nè. Hả? Tấn lưới bên kia đúng không? Ok ok. Đây là hai cậu cháu ta tấn, quyết định là tấn lưới rồi sẽ mò nha. Hứng nó, nó chài hứng nó. Bẻ cây không? Không khỏi. Bẻ cây dính dữ hết chứ. Tao có đuôi nó xuống dưới kia luôn không ba? Ồ, cái đuối. Nó nhanh mẻ không chạy. Nhảy. Nhỏ bắt nhỏ. Bự bắt bự. Rồi cái cây, lấy cây, cắm lên. Đúng rồi. Ây da. Rồi, chạy đi. Bây giờ hai con cháu mình vô trong quần nha mọi người. Hồi nãy hai cô cháu mò ở đây là mọi người, toàn là cá nâu với nhỏ nhỏ không à. Cá nâu là cá đối nhỏ. Rồi, giục ra ngoài luôn. Nãy cô ba dính được con gì? Dính được con cầu. Con cá sao. Nhanh nhanh đắp bẹ lên. Tranh thủ chứ đừng mấy đập rồi. Có gì đâu quá. Có gì đâu. Rồi xong. Cái túi này thất bại rồi mọi người. Trời ơi trời. Rồi tiếp tục điểm khác mọi người. Kìa có một cậu bảy bắt. Mình đi với cậu ba. Cậu ba lẹ đi, cậu ba đi lên kia. Mình văng lưới hoặc là mình nhăn lưới hoặc là mình chạy cái chiếc dũng mới được, để nó bắt hết. Chạy đâu con, không sao nè mọi người, nãy giờ bắt chính cũng mấy con rồi. Thôi giờ sẽ lấy lưới đi, nhăn cái đói ăn quậy dính dính mà. Ây da. Có không? Đại gia mà nơi đi bắt cá sao ăn ghê. Hiểu nổi luôn. Cái nâu nữa. Cái nâu quá trời luôn vậy. Cái dạp vớt cái nè. Ăn hết luôn á. Nuôi ngon. Có một cái nè. Rồi bây giờ miệng chài không được thì
chờ cái tay lưới. Cái gạch bê thằng cua đó cô ba. Ơi cô ba đừng văng lưới xong rồi cô ba xuống. Văng lưới xong cô ba xuống. Đừng. Đây quay quay. Cái này nè. Gì? Văng lưới à, cô ba đi văng lưới mọi người. Bây giờ nó chạy văng á, bệnh 12 thằng không? Nếu mà đụng thì con xuống. Sâu. Sao là nặng xuống luôn. Còn sâu. Bẻ cái cây. Cái nào? Bẻ cái cây là dài nữa mới được. Ôi, cái bên kia kìa. Ờ, để bít hàng lại hả? Để con giữ cho. Để đi. Giờ đi bệnh lấy cây đi. Ngăn để có ở. Hay đừng có ở chắc. À? Trời ơi. Nó có à? Trời ơi, đất nãy rồi. Cô bả đi văng lưới mình từng từ. Thiệt hiện một cái hang cua mình. Có cái mà ra luôn cô bả. Mà xanh nè. Cô bả, cái nón nó nắng. Đụng nó, cái nón nó chạy ra liền. Hả? Đúng lại. Đúng không? Còn chưa? Còn kỹ ta. Còn sâu. Con cua này nó ăn quẹo vậy ta. Nè ba. Nó tới quẹo rồi. Không có buông chọt rồi. Trời ơi, cái mà nó chập má luôn đây nè. Thấy không? Đừng đào nha, đừng đào nha. Đừng đào. Này nó ăn quẹo rồi. Con cua này ăn quẹo rồi mọi người. Có cần móc mới bắt được. Con móc được. Thôi. Gì vậy? Kiếm gì vậy? Hà câu cá hả? Bây giờ mất đồng hồ dưới luôn bây giờ. Thôi sao mất đồng hồ? Ôi mọi người, cá dính kìa, cá đó dính kìa mọi người. Trời ơi. Ủa cái này. Con này câu cá ngát là chùm luôn nè. Hà lá. Nhưng mà nó mang hết màu lắm, cái này không, câu á, câu mái mới ngon. Ôi. Còn đó đi câu cá là chùm luôn đó. Rồi sao lấy hũ gì đựng nè. Bữa nào đi bắt đi vậy. Ơi, có nữa kìa. Thôi cô ba ơi, bỏ lại đi. Bỏ lại đi, đừng đụng nữa, đừng động nữa cô ba ơi. Không có nào con qua đây chứ. Thì đừng động nữa, được rồi. Được rồi, bữa nay xuống đây nào. Bạn quê. Để đi, bữa nay xuống đây nào. Ok. Đó. Đó, giờ đi gỡ cá kìa. Trời ơi, cá nó dính kìa. Ôi. Cô ba, cá dính quá trời. Hả? Bự không đó. Kìa. Ôi. Từ từ để tự động nó dính à, khỏi cần quăng đâu. Kìa, cá đó kìa. Ủa? Nó bự không? Ôi, cãi. Nè, cái đôi cỡ này thì còn gì nữa của. Ủa? Thấy không? Gì cô ba? Gì đây? Ủa, cá phi. Cá đôi. Cá phi. Quá. Hai cá đôi nè. Ui, gỡ tới 1 kiện luôn. Ôi cái này ngon hơn nguyên chài. Này có ăn rồi. Có đoạn cơm rồi. Coi con kìa, sao lưng. Ờ đó coi. Cá nó dính mà. Trời ơi, cà phê. Cà phê này ngon nha, cà phê này về chiên xù á. Đừng có mắm. Mắm chua ngọt. Hết phản luôn. Trời ơi, cá phi. Cái đó bự. Cá đói. Quá im luôn mọi người. Cá đói quá trời luôn thiệt chứ. Chỗ này là từng này. Cá mập mập không? Cá đói này nhỏ nhỏ cũng mập mập. Cá phi nhỏ mập mập thôi. Cá đói này có đất không ta? Chắc có đó. Quay đứng máy rồi bạn chứ đừng có. Cái này không quay á. Nó gì? Đừng quay lắc ảnh không ngon. Đừng cái nóc. Nói nó kia chụp máy luôn. Rỡ chưa? Gì? Rỡ đi. Rỡ nè. Con lưới này khó rỡ quá. Mẹ. Nó có mặt đàng hoàng nha. Chạm như một cách. Khuya này về chiên xù nha mọi người. Đừng có nói.
bãi đợi con dế gỡ cá, con bãi đi trước gỡ cá bự không à. Đó bự đầu đằng kia kìa. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Sao nó tối vậy? Đà chạm cho màn hình cái giống như màn hình có ứng gì đó. Có thang. Ý chạm mình nó thấy người mà nó không sáng. Sao không sáng? Qua sau lưng con nè. Trời ơi. Cá nó dính cỡ này nè. Nó thử nha. Cá nó dính cỡ này là bên nướng cho mấy mươi ớt thì thôi luôn. Hết bia. Đó. Đó nha. Nhất điểm thì ấy nha. Đi là phải có vũ gian nha, chứ đi một mình là mất lòng lắm nha. Ngay chỗ đó đó, ngay cái lùm này nè, mấy năm trước đi xuống đó đó đánh cua luôn đó. Cua bây giờ nó về đó đó. Chim cu gái. Rã tớ tắt rồi, tao đâu còn quay nữa đâu. Rồi mọi người ơi, bây giờ mấy cô cháu về kiếm cá mà cái chiên ăn cơm chiều coi. Đơn giản vậy là có đoạn thối. Ôi trời ơi. Cậu ba lấy cá gì? Lấy cá con sao phải không? Ừ. Cá con sao thì lấy hết luôn đi. Đây con sao nè. Tụi mấy con đây. Ê ông sao lấy cái bệt, con lấy cái thùng. 2, 3, 4, 5. Nhiều quá. 6, đủ rồi, hết rồi. Đây nè. Ở đâu nhiều. Nè. 6 con rồi. Mở mở này nha coi. Đây nè. Tụi tụi mấy cái đó nha Phi. Cái đó nha Phi. Thôi bắt mấy con để cho cậu bãi ăn. Đó, không sao rồi cậu ba đúng không? Mày chạy đâu? Đây. Mày đưa về chổng bắt chứ mất thì bệt. Ừ, đưa về chổng nữa. Đi đưa dước mệt quá. Hồi nãy tao đi xe mà không cho. À, không cho gì rồi. Năm mày cũng kiếm chuyện. Năm cái đó đủ chia, đủ ấy rồi. Mệt. Rồi. Rồi được rồi, để có bãi mà đi. Để có bãi ăn. Rồi lên được. Rồi cả nhà ơi, cá chiên nha, giòn khấu mới chiên thức thì. Chấm nước mắm chua ngọt. Cơm rau. Mời cả nhà ăn cơm nha. Ăn cơm em ơi. Rất là ngon nha. Thử coi cho nhà xem nè. Đây còn cái đói á. Rồi chấm vô cá chết rớt nè. Quá ngon. Rồi mời cả nhà nha. Thưởng thức. Ngon giòn. Quá trời. Mày em ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Hết tối rồi. Cá giòn quá ha. Giòn thẳng ngon. Giòn vừa. Mẹ em thích giòn. Giòn. Nó đã. Hai cái đói. Cái đói. Nướng một con vô vậy nè. Cắn.
Ngon. Nước chấm ngon. Giòn ăn luôn xương nó luôn. Hiếu là không có cá ăn. Lấy miệng trời giải cô ba không có gặp cô bảy giữa đường chưa bảy cái ba lưới răng lụm giác một thưởng con cái đó hôm nay cô bảy với này cho cô ba ăn cá giống mình này. Ba cậu cháu đi chạy chung hả? Ừ. Xin chào cả nhà, em lại ở nhà em đi tiếp theo nha. Đây là bữa cơm của vợ chồng Đức Sơ vậy thôi. Ngon. Em. Ngon. Dữ. Cái bụng quá ngon quá.